Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một kho tulip với giấy coi như mình. Các vật liệu cần chuẩn bị đó là kéo, keo và keo sữa, những mảnh ghép origami và giấy màu. Thì chúng ta bắt đầu. Để làm sản phẩm này, chúng ta sẽ làm kho tulip màu xanh và chúng ta cần 228 mẫu. Rồi cuối cùng đầu tiên chúng ta sẽ xếp 16 mẫu làm thành đáy. Lớp thứ nhất 16 mảnh, lớp thứ hai 16 mảnh và đến lớp thứ ba chúng ta cũng ghép 16 mảnh như vậy. Chúng ta sẽ chèn thêm mẫu và bây giờ nó đang là 16, chúng ta sẽ chèn thêm vào để được 24. Thì mình nhớ các bạn rồi những bước tiếp theo thế này thì chúng ta sẽ gắn không có chèn. Bây giờ chúng ta sẽ chèn tiếp. Cẩn thận các bạn thì nó rất là dễ bong bạc, phải nắm chặt tay như vậy. Rồi cứ hai bước chèn và chúng ta sẽ chèn một cái. Thank you.
là bước tiếp theo chúng ta sẽ chia ra tầm 4 cánh nước ngọt và lưỡi cánh ngọt. Mình tích 20 cánh như các bạn sẽ trừ ra một cánh các bạn không gắn. Chúng ta sẽ gắn 5 cái, xong rồi chúng ta sẽ bỏ ra một khoảng. Đến lớp này chúng ta chỉ có 20 mảnh ghép thôi. Và đến lớp tiếp theo chúng ta lại cắt cho cái bút nó đúng vào. Chúng ta lớp tiếp theo là có 16 mảnh ghép. Chúng ta cũng bỏ nó bước đầu như các bạn. Chúng ta có tất cả 228 mảnh ghép. Biết cái này không? Chúng ta có thể tận dụng que cá viên chim. Chúng ta làm khối nha. Chúng ta lấy một que, lấy một thân lá, chúng ta cắt thành từng sợi như thế này. Chúng ta bôi keo. Chúng ta sẽ được một cái hoa tươi để cho nó khô nhé các bạn. Rồi, chúng ta có một thêm một bông hoa nữa.